Làm thế nào để khai thác dầu mỏ sâu dưới 4.000 mét dưới lòng đất? Dầu mỏ là nguồn năng lượng cực kỳ quan trọng trong sản xuất và cuộc sống của con người. Sự xuất hiện của nó đã đóng vai trò không thể thay thế trong sự phát triển và tiến bộ của con người. Là một nguồn năng lượng không thể tái tạo, dầu mỏ rất quý giá. Giá trị của nó giống như vàng đen. Thực ra, việc khai thác những viên vàng đen quý giá này từ lòng đất không hề dễ dàng. Cần sử dụng một lượng lớn máy móc khai thác hiện đại. Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu đơn giản về quá trình hình thành dầu mỏ. Hiện nay, quan điểm phổ biến nhất là lý thuyết hình thành dầu từ sinh vật. Khoảng 200 triệu năm trước, trái đất đã xảy ra một sự kiện địa chất quan trọng. Sự chuyển động lớn của các mảnh đất trên lục địa đã dẫn đến sự chết hàng loạt của động và thực vật. Những xác thực vật và động vật này đã được chôn sâu dưới lòng đất hàng ngàn năm. Dưới tác động liên tục của nhiệt độ và áp suất cao, chúng dần dần hình thành dầu mỏ. Mặc dù chúng ta không thể xác định chính xác xem lý thuyết này có đúng hay không, nhưng có một cơ sở khoa học nhất định. Quá trình khai thác dầu mỏ cũng khá phức tạp. Đầu tiên, kỹ sư cần sử dụng thiết bị khai thác địa chất để tìm kiếm các cánh đồng dầu trên đất liền. Sử dụng nguyên lý phản xạ sóng từ điện tử để xác định xem có chứa dầu mỏ dưới lòng đất hay không. Nếu xác định được một cánh đồng dầu, tiếp theo chúng ta sẽ xây dựng các tháp khoan dầu trên cánh đồng dầu. Các thiết bị khoan chuyên dụng chịu trách nhiệm thực hiện việc khoan cho đến khi mũi khoan đạt đến độ sâu của dầu mỏ. Sau đó, đưa ống dẫn dầu vào khoan. Do áp lực của dầu mỏ dưới lòng đất, dầu mỏ sẽ tự động phun ra mặt đất qua ống dẫn dầu. Tuy nhiên, quá trình này không kéo dài quá lâu, bởi vì khi dầu mỏ giảm đi, áp lực cũng sẽ giảm theo. Cuối cùng, không thể tự phun hoàn toàn. Đến bước này, đã đến lúc thực sự thử thách trí tuệ của kỹ sư, vì hầu hết dầu mỏ ở vùng sâu dưới lòng đất được ẩn trong đá. Để thu thập nhiều dầu mỏ hơn, cần làm cho đá nứt ra. Vì vậy, kỹ sư sẽ tiêm hỗn hợp cát và nước vào khoan và sử dụng súng phun áp lực cao để bơm vào. Như vậy, đá sẽ nứt với áp lực cao và cát sẽ lấp vào khe nứt của đá để tạo lối thông hơi cho dầu mỏ. Sau đó, sử dụng máy bơm piston sâu để hút dầu mỏ lên mặt đất. Đây là phương pháp khai thác dầu mỏ bằng phương pháp nứt đá thủy lực phổ biến nhất. Để tránh hiện tượng sụp đổ mặt đất sau khi khai thác dầu mỏ, cần tiêm nhiều nước ngầm vào khoan nhằm đảm bảo cân bằng áp lực dưới lòng đất, ngăn chặn hiện tượng sụp đổ diện rộng trên mặt đất. Sau khi xem xong, thật sự tôi đã học thêm được nhiều kiến thức, còn bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận nhé.